Hi xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Để ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là tiếp về cái thằng lên phim đó các bạn. Thì sau khi mà mình đã thêm sửa xóa được lên rồi, thì bây giờ mình sẽ quay lại phim nè các bạn. Lịch cái phim ha. Để mình thêm tập phim. Thì khi các bạn thêm tập phim á, thì các bạn thêm cái ở đây cái link phim nè. Mình thêm cái link nữa là link server các bạn. Ha, link server. Thì các bạn quay lại cho mình cái ở đây các bạn mở lại cho mình cái Movie Controller ha. Movie Controller lên. Sau đó là mình sẽ mở lại cái episode các bạn. Add episode nè. Quản lý phim nè ha. Để phim. Thì ở cái chỗ mà ê, các bạn mở lại cho mình cái episode chứ. Cái tập phim chứ không phải là cái phim ha. Quét list movie. List movie. Select movie nè. Add episode. Để mình coi lại cái đường dẫn này là nó xài cái controller nào ha. Episode. Của thằng episode. Đây nè các bạn, này đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đây các bạn sử dụng cho mình thêm là cái model là link Novi các bạn nha. Rồi để mình lấy ra được những cái link để mình sổ sổ ra mình sổ ra này ha. Các bạn ha. Rồi, mình đẩy cái movie qua bên cái trang Add Official này. Sau đó là các bạn sẽ cho mình là cái phim link phim. Bạn chọn cho mình cái select ha, cái select nào. Đây cái select. Bạn bi cho mình cái select dưới đây đi. Nếu tồn tại episode tập phim còn không thôi thì tập phim là tập 1. Nên tập này tập 1. Cái link phim thì mình không cần ha. Bây giờ mình sẽ bắt ra đây. Ở đây các bạn sẽ cho mình là link phim đi. Link movie. Rồi, link movie ha. Bạn có label link movie đi. Các bạn đi bình thường đi ha. Link server đi chứ không phải link phim các bạn. Ha, server đi. Rồi. Select train. Cái này các bạn đổi là link movie cho mình ha. Hoặc các bạn đổi cho mình là link server cũng được. Thì cái này là cái name của thằng select đó các bạn. Ở đây thì là mình sẽ là link quy suy ra cái tên link là cái title của bạn ha. Ở đây là link. Ở đây các bạn bỏ cho mình cái này đi. Cái này các bạn cho rỗng đi. À, các bạn cho rỗng đi. Rồi sau đó mình sẽ refresh lại thử. Không xác định được cái title. Để sai rồi các bạn ha. Phải xóa cho mình đi. Ở cái select này các bạn quay lại cho mình cái movie đi các bạn. Movie form nó có sẽ có select nhiều hơn ha. Đây nè, select trạng thái các bạn copy đại đi các bạn. Rồi, bắt ở đây. Đây mình đổi lại là movie movie ha status đổi lại cho mình movie nếu tồn tại này các bạn bỏ đi cái hiện thể cho mình nè nếu tồn tại link movie thì link movie sẽ suy ra cái title của mình rồi hết rồi. Để set movie
Ở đây các bạn phải cho mình cái này, các bạn sẽ cho mình là cái này, các bạn sửa sửa lại cho mình là ID nè, còn cái này là cái link movie nè, suy ra title ha. Coi nó ra hay không các bạn. Xác định được title episode. Các bạn quay lại cho mình cái episode controller đi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phương thức flux các bạn. Mình sẽ lấy ra cái title và cái ID đó các bạn. Nha, ID. Giống như cái movie vậy các bạn ha. Plug title ID nè, lấy cái query nè, cái này cũng tương tự các bạn. Bây giờ mình sẽ thử refresh lại coi. Rồi. Bạn in ra cái link movie cho mình ha, khỏi mình suy ra title hết. Thì ở đây mình sẽ có link movie như thế này, lấy ra được tất cả các link nha, nó sẽ dựa vào nữa là cái ID của, có ID chưa ha các bạn, có ID luôn là các bạn. Ok ha, form controller ở đây các bạn sẽ cho mình là nếu set, nếu tồn tại đi ha, còn không tôi là rộng DJ trên đây, nếu tồn tại cái link movie nào, và cái link movie sẽ suy ra được là cái ID các bạn. À, cái ID các bạn bỏ này đi cho mình cũng được, bỏ đi. Đây các bạn cho cái chị rỗng cho mình ha, chị rỗng đi. Refresh. Đây. Cái giá trị này là cái giá trị mà khi mà mình khi mà mình fix các bạn, khi mình sửa thì nó sẽ dựa vào cái link của cái phim các bạn ha, nó chọn lại cho mình là cái link movie. Nhưng có điều là ở đây là mình chỉ có thêm phim thôi chứ mình có chưa có sửa, chưa có sửa phim, thì ở đây tạm thời là như vậy. Thì bây giờ các bạn quay lại cho mình cái phần